ở những quán bán thịt màu hồng hồng này cho thịt lúc nào nhìn có vẻ tươi, cho dù bán từ sáng mà thịt nhìn lúc nào cũng tươi luôn các bạn ạ. Cửa hàng nào cũng treo đèn màu hồng. Thịt lợn ở Trung Quốc thì khá là rẻ. Vẫn chưa hết các bạn ạ. Vẫn còn một giấy nữa. Chợ này chợ huyện duy nhất ở Quảng Đông Trung Quốc, to nhất các bạn ạ. Xin lỗi, nó thuộc khu vực Trung Sơn các bạn ạ. Thì những khu khác thì mình chưa đi, nhưng ở chỗ mình ở chỗ này là chợ huyện to nhất. Sang khu này là khu bán thịt gà này. Vẫn chưa hết. Mình đang đi vào cái khu bán đồ ăn sẵn, gà quay, thịt quay. Vịt quay, gà quay thì họ xây riêng cho những người bán này là những cái lọng cửa kính này cho nó đỡ bụi bặm vào các bạn ạ. Đấy, khá là vệ sinh. Để tai mũi này. Chỗ này một cửa hàng gà luộc nhé các bạn nhé. Họ cũng ăn gà luộc nhưng mà họ sẽ trộn với nhiều gia vị. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và sẽ đi lên tầng 2 bán quần áo thì quay cho các bạn xem. Đây, tầng dưới là chợ cho các bạn nhé. Chợ bán đồ ăn, còn trên tầng 2 này là họ bán riêng biệt là quần áo. Thì mình đang đi lên tầng 2 để mình quay cho các bạn xem chợ quần áo. Chợ quần áo ở trên này toàn là quần áo bình dân cho người lao động các bạn. Thật là người ấy, nói chung là quần áo rẻ. Đó. Rồi, máy test có test nhiệt độ. Đây mình đang đi trên khu vực bán quần áo các bạn nhé. Quy hoạch khá là gọn gàng. Tầng 1 bán đồ ăn, tầng 2 bán quần áo. Đây, tầng dưới là chợ cho các bạn nhé. Chợ bán đồ ăn, còn trên tầng 2 này là họ bán riêng biệt là quần áo. Thì mình đang đi lên tầng 2 để mình quay cho các bạn xem chợ quần áo. Chợ quần áo ở trên này toàn là quần áo bình dân cho người lao động các bạn. Thật là người ấy, nói chung là quần áo rẻ. Đó. Rồi, máy test có test nhiệt độ. Đây mình đang đi trên khu vực bán quần áo các bạn nhé. Quy hoạch khá là gọn gàng. Tầng 1 bán đồ ăn, tầng 2 bán quần áo. Các bạn ơi, mình đang đi xuống thì mình sẽ đi tìm một quán nước ngồi và cũng xin phép các bạn là mình kết thúc video đây. Mình đi uống ít nước và mình sẽ đi mua một vài bộ quần áo xong về. Đấy các bạn ạ. Đây, mình đang từ trên tầng 2 xuống thì vừa đây là mình quay dưới tầng 1 thôi các bạn ạ. Thì các bạn xem video của mình thì nhớ like và đăng kênh của mình nhé. Hẹn các bạn video